Thì trước hết xin đi vào một số cái con số, một số cái dữ liệu. Thì chúng ta thấy là cái Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới IDF thì là cái nơi, một cái nguồn cơ sở dữ liệu khổng lồ về những cái con số dữ liệu dịch tễ về đái tháo đường. Thì nếu như chúng ta so sánh chỉ 2 năm thôi, 2019 và 2017, thì chúng ta thấy là có một cái sự gia tăng rất là lớn về số người bị đái tháo đường, về số người mới mắc bị đái tháo đường, số gia tăng và tỷ lệ người không được chẩn đoán, và đặc biệt là một cái con số chi phí khổng lồ chỉ trong 2 năm trên toàn thế giới, thì cái chi phí là lên tới 33, tăng lên là 33 tỷ đô la cho cái chi phí điều trị đái tháo đường. Và một vấn đề đáng lưu ý nữa là 2 phần 3 cái người đái tháo đường là dưới 60 tuổi, trong độ tuổi đi làm, và do đó thì nó ảnh hưởng rất là lớn đối với chất lượng cuộc sống. Nếu chúng ta nhìn cái bức tranh của Việt Nam trên so với, chúng ta đặt câu hỏi là chúng ta ở đâu trong cái, trên cái mặt bằng chung của thế giới, thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta xét từ năm 2019 tới 2045 ở khu vực Đông Nam Á, thì chúng ta thấy tỷ lệ tăng đái tháo đường của chúng ta là 74%, và tỷ lệ rất là cao so với châu Âu, so với châu Mỹ, hoặc là khu vực Tây Thái Bình Dương thì chúng ta chỉ có thấp hơn châu Phi thôi, và điều này rất là đáng báo động. Và ở tại Việt Nam thì Bộ Y tế mình cũng cho thấy là một cái thống kê về cái sự gia tăng đái tháo đường, và tốc độ từ 2017 dự kiến tới 2045 là tăng 78,5%, và số bệnh nhân được chẩn đoán thì chỉ là phần nổi của tảng băng 31,1%, phần còn lại là 70% là cái phần chìm vẫn chưa được chẩn đoán. Và cái chi phí dự kiến sẽ gia tăng cho chi phí để đi điều trị đái tháo đường thì tăng lên 42% từ 2017 đến 2045, là cái gánh nặng rất lớn cho ngành y tế. Và một điểm đáng lưu ý khác là nếu như chúng ta giảm 1% cái hemoglobin A1c thì chúng ta giảm được rất là nhiều. Ví dụ như là 21% tỷ lệ tử vong liên quan tới đái tháo đường, 14% tỷ lệ nhồi máu cơ tim, và 30% cái biến chứng trên mạch máu nhỏ. Như vậy thì vấn đề điều trị có hiệu quả, giảm được 1% đái tháo đường sẽ giảm được giúp ích rất là nhiều cho người bệnh. Và khi mà tôi lướt qua cái những cái trang web của Tổ chức Y tế Thế giới về đái tháo đường, thì nó có những 10 cái hình ảnh gọi là facts in pictures, những ảnh nói dự kiện. Thì có một cái hình ảnh là khỏi cần, thì chúng ta cũng biết là ở Việt Nam không có lẫn vào đâu hết. Thì có một cái câu rất là buồn là đa số những cái tử vong do đái tháo đường thì diễn ra ở những đất nước mà có thu nhập thấp và trung bình, thì chúng ta hiểu với đất nước chúng ta. Như vậy là vấn đề điều trị của chúng ta vẫn còn rất là chưa đạt được hiệu quả. Và việc cập nhật những kiến thức, những cái bằng chứng và lâm sàng trong điều trị thật sự là hữu ích cho nhân viên y tế, đặc biệt là dược sĩ, trong khi mà nhu cầu về dược lâm sàng ngày càng được nâng cao và đã trở thành là một cái yêu cầu tất yếu trong các hoạt động khám chữa bệnh. Thì xin đi phần tiếp theo, đó là các hướng dẫn điều trị đái tháo đường thì chúng ta có cái gì. Thì hiện tại thì có rất là nhiều hướng dẫn điều trị đái tháo đường trong nước và trên thế giới. Tuy nhiên thì có một số cái hướng dẫn gọi là rất là quen thuộc, thì tôi xin lược qua những cái hướng dẫn này. Thứ nhất đó là về trên thế giới, thì đó là hướng dẫn của cái Hiệp hội Đái tháo đường Thế giới ADA. Thì cái này hàng năm là ADA đều có cập nhật, và nó được xem như gần như là một cái là hướng dẫn mà gối đầu giường của tất cả các nhân viên khi mà làm về cái bệnh lý đái tháo đường. Tiếp theo là cái hướng dẫn của Hiệp hội những nhà nội tiết lâm sàng Hoa Kỳ, và thường là phối hợp với cái Học viện về nội tiết Hoa Kỳ. Thì tôi xin phép là cái này tôi dịch là Học viện nội tiết, tôi thích hơn là cái trường môn nội tiết thì nghe nó không có thuận tai lắm. Thì hướng dẫn này thì các nhà lâm sàng thì lại thường là tôi sẽ biết là lại thích hơn, bởi vì nó rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề, không có rào trước đón sau mà đi thẳng vào cái hướng dẫn. Ở châu Âu thì chúng ta có những cái hướng dẫn của Hiệp hội Tim mạch châu Âu, hoặc là cái Hiệp hội về những cái nghiên cứu đái tháo đường châu Âu, ESC hay là ESAD, xin lỗi là EASD. Và cuối cùng là cái hướng dẫn nếu như những cái hiệp hội về tim mạch, thì chúng ta có những hướng dẫn của cái hiệp hội tim mạch, ví dụ như Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, hay là phối hợp Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ phối hợp với Học viện về Tim mạch Hoa Kỳ, thì họ cũng có những hướng dẫn. Và năm nay đặc biệt là có rất là nhiều cái thông tin liên quan đến những cái thuốc điều trị đái tháo đường. Tại Việt Nam thì chúng ta có hướng dẫn của Bộ Y tế và của Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam. Như vậy thì trong 2020 chúng ta có những cái hướng dẫn nào? Thì ADA là cứ là đến hạn lại lên đầu năm là ra cái hướng dẫn. Và đáng lẽ cái hội thảo này là chúng tôi dự định là cập nhật về ADA 2020, nhưng mà nó dời đến bây giờ thì chuẩn bị qua ADA 2021 rồi. Và cái Hiệp hội các nhà nội tiết lâm sàng Hoa Kỳ AACE thì cũng có cái hướng dẫn vào năm cập nhật vào năm 2020. Đối với cái Hiệp hội Tim mạch châu Âu thì có cái hướng dẫn về đái tháo đường và tiền đái tháo đường cũng như bệnh lý tim mạch, thì 2019 cũng được xem là khá là cập nhật.
Nhưng mà mới hơn thì có cái hội nghị của ESC 2020 vào tháng 9, thì chúng ta thấy là trong đó có rất là nhiều thông tin cập nhật, và đặc biệt là những cái thông tin gọi là một cái bước đột phá trong đối với những cái thuốc điều trị đái tháo đường. Và gần đây nhất thì đầu tháng 11 thì chúng ta có cái hội nghị của Hội phổi tim mạch Hoa Kỳ, thì cũng đồng thuận với những cái thông tin mà đã đăng trong ESC về những cái thuốc mà điều trị đái tháo đường. Ở tại Việt Nam thì chúng ta thấy là năm tháng 7 thì Bộ Y tế có đưa ra cái hướng dẫn về tài liệu chuyên môn chẩn đoán và điều trị tiền đái tháo đường. Thì đối với các bác sĩ thì chuyện này nó không phải là lạ, bởi vì nhưng mà đối với dược sĩ thì thông thường thì chúng tôi thường tập trung vào đái tháo đường, và tiền đái tháo đường thì được xem là một cái tình trạng mà cần phải theo dõi thôi, thì đây là một vấn đề rất là cần phải cập nhật. Như vậy thì những cái hướng dẫn điều trị này họ nói như thế nào? Thì thứ nhất là xin đi vào ADA. ADA thì bao giờ chúng ta mở cái trang đầu tiên lên thì cũng có nói về là những cái thay đổi cơ bản như vậy. Mỗi năm chỉ cần mở cái trang đầu tiên là sẽ biết sẽ có cái gì thay đổi so với năm trước. Thì năm 2020 thì thật ra ADA có 16 chương và có rất là nhiều cái cập nhật. Tuy nhiên thì tôi cũng chỉ xin là mạn phép và điểm qua những hai chương chính và chương 10. Đó là hai chương có liên quan đến thuốc. Chương chính đó là những cái tiếp cận dược lý trong kiểm soát đường huyết. Và chương 10 đó là những cái bệnh lý tim mạch và quản lý nguy cơ. Thì trong chương 9 thì đối với đái tháo đường tiếp 1 có 3 khuyến cáo và đái tháo đường tiếp 2 có 12 khuyến cáo. Thì đối với đái tháo đường tiếp 1, insulin thì liệu pháp mà đối với đường nhân đái tháo đường là dùng insulin nhiều lần một ngày, kết hợp của insulin nền và insulin để mà hạ đường huyết trong các bữa ăn, thì vẫn là một cái khuyến cáo được khuyến cáo đầu tiên. Và cũng như những cái năm trước thì là nên khuyến cáo bệnh nhân là để giảm nguy cơ hạ đường huyết quá mức thì bệnh nhân nên dùng những cái insulin analog mà tác dụng nhanh. Và một cái vấn đề đó là bệnh nhân thì cần được huấn luyện để mà hiểu là họ cái liều của insulin nó sẽ phải tương hợp với các lượng carbohydrate mà họ dùng tiêu thụ, cái đường huyết trước bữa ăn cũng như là cái mức độ vận động thể lực. Và cái điều cập nhật mới đó là một số cái thảo luận về cái phần 9.3 này. Thế thì họ cập nhật gì? Cái vấn đề đầu tiên đó là những cái insulin analog mới mà tác dụng dài hơn, ví dụ như insulin glargine U300 hay Decludec thì có thể là đưa đến cái nguy cơ hạ đường huyết thấp hơn so với cái dạng chúng ta là U100 trên bệnh nhân đái tháo đường. Và thứ hai là việc điều trị insulin có nghĩa là không có một cái công thức bất di bất dịch và rất là nhiều cách tiếp cận, mà họ dùng một cái từ gọi là giống như chúng ta dịch là phải đo ni đóng giày cho đến từng cái bệnh nhân trên từng bệnh cá thể, để có thể đảm bảo là việc an toàn, tránh cái nguy cơ bị nhiễm cetone acid và tránh nguy cơ hạ đường huyết quá mức cũng như đạt được mục tiêu điều trị. Thì đối với đái tháo đường tiếp 2, metformin vẫn là cái lựa chọn hàng đầu trong khuyến cáo. Tuy nhiên có một cái điểm mới là cái mục 9.6, đó là việc phối hợp thuốc ngay từ đầu để mà giảm cái kéo dài cái thời gian dẫn đến mà cái việc thất bại điều trị thì nên được khuyến cáo và cần được cân nhắc. Như vậy cân nhắc trong trường hợp nào thì chúng ta thấy là ở đây thì trước đây chúng ta vẫn theo cái từng bậc thang, đó là metformin từ đầu, sau đó thì đánh giá tiếp là phối hợp thêm thuốc, rồi đánh giá tiếp phối hợp thêm thuốc. Tuy nhiên thì ADA 2020 thì họ có dựa trên cái kết quả nghiên cứu là Verify và cho thấy là một trong cái kết quả nghiên cứu này thì phối hợp metformin và vildagliptin trong một nhóm ngay từ đầu, và một nhóm là metformin đơn lẻ, sau đó thì lại thêm vildagliptin lên, thì thấy cái nhóm phối hợp ngay từ đầu cho thấy là cái nguy cơ mà giảm cái khả năng kiểm soát đường huyết, cái thời gian nó kéo dài hơn, chậm hơn, và cho thấy gợi ý là cái hiệu quả của việc phối hợp thuốc ngay từ đầu. Tuy nhiên ADA cũng khuyến cáo là chúng ta nên cân nhắc cái việc phối hợp ngay từ đầu này ở trên bệnh nhân là có mức hemoglobin A1C trên mức mục tiêu từ 1,5 đến 2%, và không phải là cái này nó chỉ mới thử nghiệm trên một thuốc, thành ra chúng ta không thể quy đổi chuyện này cho tất cả những cái thuốc về cái việc phối hợp đôi ngay từ đầu như thế này. Một cái điểm mới khác ở trong cái lựa chọn trong cái khuyến cáo của ADA đối với đái tháo đường tiếp 2, đó là đối với những bệnh nhân có bằng chứng hoặc là có nguy cơ bệnh lý tim mạch sơ vữa, bệnh thận mạng hoặc là suy tim, thì những cái thuốc ức chế SGLT2 hoặc là GLP-1 thì đã có bằng chứng lợi ích tim mạch được khuyến cáo, và một cái nhấn mạnh đó là độc lập với mức hemoglobin A1C nền hoặc là cái mục tiêu hemoglobin A1C. Như vậy cái chuyện mà dùng những thuốc này chúng ta đã có từ ADA 2019, nhưng mà năm nay có nghĩa là chúng ta không cần quan tâm tới mức hemoglobin A1C mà chúng ta chỉ quan tâm tới những cái bệnh lý nền, bệnh lý đi kèm của người bệnh. Và một điểm mới khác đó là chúng ta có, lần đầu tiên thì chúng ta có một cái thuốc mà chủ vận trên cái thụ thể GLP-1
dạng uống đó là semaglutide, thì cái thuốc này chưa có ở Việt Nam. Tuy nhiên thì những cái bằng chứng từ cái thử nghiệm từ ADA thì cho thấy là hiệu quả so với dạng đường tiêm dưới da nó không khác biệt. Và cái cũng thêm về cái chủ vận GLP-1 thì ADA cũng cho thấy là trên những bệnh nhân mà chúng ta cần kiểm hạ thêm cái đường huyết, cần kiểm soát đường huyết mà chúng ta muốn dùng insulin, thì việc chúng ta dùng chất chủ vận trên thụ thể GLP-1 thì cho thấy là cái hiệu quả kiểm soát hạ đường huyết nó tương đồng với dùng insulin. Và do đó thì chúng ta cân nhắc là trên bệnh nhân chúng ta muốn dùng thêm insulin nè, thì chúng ta đưa cái bước là xem xét dùng cái chủ vận GLP-1 trước, và sau đó thì mới kế tới bước mà dùng insulin nền nếu không đạt được mục tiêu. Và đây là cái sơ đồ chung những cái thuốc đái tháo đường tiếp 2. Thì chúng ta thấy là việc chúng ta thấy một cái khung màu xám xám này là cái nó khác biệt so với năm trước, đó là việc thêm những lựa chọn ưu tiên những cái thuốc này nó độc lập tới mức độ hemoglobin A1C của bệnh nhân hay là mục tiêu hemoglobin A1C của người bệnh. Như vậy là tóm tắt lại trong cái chương chính, chúng ta có 4 cái nội dung chính mà cập nhật. Thứ nhất là ADA có bổ sung thẩm thảo luận về việc sử dụng insulin analog, đặc biệt cho những cái loại mà tác dụng rất dài và mới, và nhấn mạnh vào những cái nhiều chế độ điều trị insulin tùy thuộc vào trên cá thể người bệnh. Điểm mới thứ hai đó là bổ sung bằng chứng và khuyến cáo về phối hợp thuốc sớm trong điều trị đái tháo đường tiếp 2, đái tháo đường tiếp 2 dựa trên cái kết quả thử nghiệm Verify. Thứ ba là FDA chấp thuận semaglutide đường uống. Và thứ tư là những cái chất chủ vận cái phụ thể GLP-1 và ức chế SGLT2 thì cần ưu tiên chỉ định cho những cái bệnh nhân là bệnh tim mạch sơ vữa, suy tim hoặc bệnh thận mạng độc lập tới mức hemoglobin A1C. Thì đây là những cái điểm mới trong chương 9. Qua cái chương 10 thì chương 10 nó quá nhiều quá độc thì nó rất là rối, thành ra tôi đưa luôn là những, tôi xin tóm tắt lại luôn những cái điểm cập nhật. Thì có 4 điểm cập nhật trong chương 10. Thì trong chương này cái điểm đầu tiên thì chúng ta thấy là những năm trước khi mà những cái hiệp hội đưa ra những cái hướng dẫn, ví dụ ADA đã hướng dẫn, AHA hướng dẫn, thì thường đôi khi nó có những cái sự ven nhau trong cái khuyến cáo và mức. Thì năm nay thì với việc chỉ định statin phòng ngừa tiên phát và thứ phát thì ADA đã điều chỉnh, ta đưa ra là nó hoàn toàn nó tương đồng với những cái hướng dẫn khác về cái việc lựa chọn statin trên bệnh nhân đái tháo đường. Và như vậy chúng ta không có thể nó đưa ra ADA một đường mà những cái khác nữa, thì tất cả nó đã thống nhất. Cái ý thứ hai đó là có một cái thuốc thì thực ra là cũng này cũng không phải mới, cũng là, nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta đưa có là xem xét lựa chọn icosaban etin để giảm nguy cơ tim mạch trên bệnh nhân đái tháo đường có triglyceride ở mức độ là dưới 500. Và mục thứ ba là thứ tư là nhấn mạnh cái vai trò của y học chứng cứ, có nghĩa là trên những cái tính an toàn trên tim mạch của những cái thuốc điều trị đái tháo đường thì để thông qua các thử nghiệm, và như vậy họ tách ra những cái bảng khác nhau để chúng ta có thể tham khảo và chúng ta có cơ sở chúng ta lựa chọn những cái thuốc mà đái tháo đường dựa trên cái bằng chứng và tính an toàn trên tim mạch. Trong đó thì có 3 nhóm, ví dụ như là ức chế DPP4 thì chúng ta có một bảng, chủ vận thụ thể GLP-1 một bảng, và ức chế SGLT2 là một bảng. Thì đây là tôi xin lượt qua, thì ví dụ statin, việc điều trị statin phòng ngừa tiên phát hay là phòng ngừa thứ phát trên từng đối tượng thì hoàn toàn chúng ta thấy là cái này cũng thống nhất với những cái hướng dẫn của ESC hay là AHA 2018, thì hoàn toàn nó tương đồng. Thì tôi xin lướt qua, xin phép không có đi vào chi tiết cả về những cái cường độ độ mạnh của statin. Và ở đây chúng ta có một cái lưu ý là ví dụ như trên bệnh nhân có triglyceride trên 500 thì khuyến cáo là dùng thuốc để điều trị kiểm soát triglyceride, nhưng mà trước giờ dưới 500 thì chúng ta vẫn cân nhắc cái việc dùng thuốc. Thì trong hướng dẫn của ADA thì nếu bệnh nhân có LDL bình thường và triglyceride từ 135 đến 499 mg dl thì việc thêm một cái thuốc là icosaban etin có thể được cân nhắc để giảm nguy cơ tim mạch cho người bệnh. Thì đây là một cái cũng cập nhật trong ADA 2020. Và cái bảng 10.3, 10.3A, 3B, 3C là những cái bảng mà tổng hợp lại những cái bằng chứng trên tim mạch về những cái nhóm thuốc. Và tôi thấy là những cái này rất là dễ để chúng ta theo dõi. Nếu trước kia chúng ta lăn tăn là không biết nghiên cứu nào, đây thì ADA tổng hợp dùng chúng ta luôn. Ví dụ như là trên những cái thuốc ức chế DPP4 thì chúng ta có một hàng loạt cái nghiên cứu, ví dụ như là Sovotimi, Esamine, Ticos và Camelina, thì chúng ta có thể thêm tất cả những cái thông tin tiêu chuẩn chọn bệnh đầu ra là những gì, kết quả như thế nào. Trên cái nhóm chủ vận thụ thể GLP-1 thì chúng ta có hàng loạt cái nghiên cứu theo từng thuốc, ví dụ ELISA, Leader thì một cái rất là nổi đình nổi đám mà chúng ta cũng biết rồi, Sustain, Excel, Harmony hoặc là Rewind. Và trên cái nhóm thuốc mà gọi là cũng rất là
hot hiện giờ đó là thuốc ức chế kinh đồng vận chuyển natri glucose 2, thì chúng ta thấy có một số nghiên cứu trên tim mạch, ví dụ EMBARAC Outcome, Canvas hay là DECLARE-TIMI, thì họ tổng hợp hết tất cả những dữ liệu và các nhà lâm sàng dễ dàng có cơ sở xem xét và lựa chọn. Thì đó là những cái cập nhật của ADA 2020. Tiếp theo thì AACE và ACE 2020 thì nói cái gì? Thì tôi cũng có trao đổi với nhiều bác sĩ nội tiết và các bác sĩ nói là thích cái này hơn bởi vì nó rất là rõ, không có dẫn dắt đưa vào làm như thế nào luôn. Thì cũng xin trình bày là tóm tắt của cái hướng dẫn, thường là những cái toán đồ, những cái bản hướng dẫn của AACE, cái Hiệp hội các nhà nội tiết học lâm sàng Hoa Kỳ. Thì ở đây có 8 cái bản tóm tắt, từ cái nguyên lý điều trị tới thay đến lối sống, tới biến chứng, việc lựa chọn thuốc và cái thông tin của từng cái thuốc điều trị đái tháo đường. Có trong cái bản này, chúng ta chỉ có giữa 8 cái bản này, chúng ta cứ việc thế mà làm theo thôi. Thì cập nhật những cái nội dung về thuốc đái tháo đường thì gần như không cập nhật. Tuy nhiên thì có một số cái cập nhật về cái thuốc hạ áp cũng như là cái việc điều trị statin trên bệnh nhân đái tháo đường. Thì nó khá là tương đồng với hướng dẫn của ADA hay là những cái hướng dẫn của những cái hiệu hội tim mạch. Nhưng mà chúng ta thấy là rõ ràng hơn, ví dụ như là bệnh nhân từng cái mức đánh giá và đưa ra những cái mức nguy cơ. Và cái mục tiêu chúng ta còn điều trị nguy cơ cao, nguy cơ rất là cao hoặc là gọi là siêu cao, và chúng ta thấy là mục tiêu cần đạt được cái gì. Và có một cái vấn đề là chúng ta thấy là cũng gây lăn tăn, đó là ví dụ như là cái mục tiêu LDL cholesterol mà xuống dưới 55mg/dL liệu có được không, ở trên bệnh nhân có mục tiêu rất là cao thì ở đây nó ghi rõ ràng. Hoặc là trên bệnh nhân cao huyết áp thì đái tháo đường kèm huyết áp thì chúng ta sẽ đưa ra cái mục tiêu huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương thì vẫn là dưới 130-80, và cái thuốc hàng đầu là phối hợp thuốc. Và sau đó thì những cái thuốc lựa chọn hàng 2, hàng 3, những cái thuốc phối hợp tiếp theo thì cũng ghi rất là rõ ràng trong cái hướng dẫn của AACE 2020. Và đặc biệt là cái việc dùng thuốc thì nó không mới so với AACE 2019. Tuy nhiên thì cũng đối với dược sĩ thì chúng ta cũng lưu ý chút xíu là ở đây chúng ta nhìn cũng rất là rõ ràng. Có nghĩa là mục tiêu, chúng ta thấy là đối với mục tiêu thì chia ra rõ ràng những cái mức hemoglobin A1C đầu vào. Mà thường chúng ta ít quan tâm đến chuyện này, đó nghĩa là dưới 7.5%, từ 7.5 tới 9 hoặc là trên 9 thì chúng ta sẽ có lựa chọn thuốc khác nhau. Ví dụ là dưới 7.5% thì chúng ta đơn trị liệu và những cái thuốc chủ vận GB1 hay là ức chế SGLT2 thì vẫn là ưu tiên lựa chọn độc lập với cái mức hemoglobin A1C của bệnh nhân, nó tương đồng với ADA. Và sau đó thì chúng ta phối hợp, nếu không đạt được điều trị, mục tiêu điều trị sau 3 tháng thì chúng ta phối hợp thêm thuốc hàng 2. Hoặc là nếu bệnh nhân đầu vào từ hemoglobin A1C từ 7.5% tới 9% thì chúng ta có thể đi thẳng là phối hợp thuốc hàng 2. Và sau 3 tháng không điều trị thì chúng ta không đạt được mục tiêu điều trị thì chúng ta xem xét việc phối hợp tiếp theo. Và cuối cùng thì chúng ta cân nhắc cái việc dùng insulin. Hoặc là nếu mà mục tiêu A1C từ đầu trên 9% thì chúng ta có thể cân nhắc như từ đầu, thì nó rất là rõ ràng và rất là dễ trong thực hành lâm sàng cũng như là tư vấn. Thì đây là một cái bản tiếp theo cho việc dùng cái insulin. Thì chúng ta thấy cũng có chia rõ ràng với mục tiêu là A1C dưới 8% thì cái tổng liều trong ngày là bao nhiêu, và nếu A1C trên 8% thì tổng liều bao nhiêu. Và chúng ta sẽ canh chỉnh cái khả năng, cái hướng dẫn canh chỉnh insulin theo cái mức độ đường huyết đói của bệnh nhân, cũng như là có đề cập cái việc là thêm cái chủ vận GB1 vào cái trong cái chế độ điều trị nếu như là vẫn chưa kiểm soát được đường huyết. Và cuối cùng thì cái bản này là dược sĩ thì dùng nhiều nhất, đó là tổng hợp lại tất cả những cái thông tin về thuốc hạ đường huyết. Thì chúng ta thấy là ở đây là có luôn cả cái ức chế alpha glucosida mà thông thường là nhiều cái bản, cái tài liệu khác nó không có đề cập tới. Hoặc là cholecystin hay gramlentit thì tất cả đều đầy đủ trong đây. Và chúng ta thấy là nếu như chúng ta thấy là một bên trái đó là những cái nguy cơ và ứng có hại của thuốc. Và chúng ta nhìn theo màu, nếu như là màu xanh thì là an toàn, là có lợi. Màu nâu nâu như vậy là màu xám xám là trung tính. Màu đỏ là chống chỉ định, là rất là có nghĩa là bằng chứng và phản có hại. Và màu vàng là chúng ta cân nhắc, chúng ta thận trọng. Như vậy thì chúng ta dựa vào những cái hướng dẫn thế này thì chúng ta có thể lựa chọn thuốc cho người bệnh và chúng ta hệ thống hóa rất là dễ. Thì xin phép cũng không đi vào chi tiết ở cái bản này bởi vì nó cũng là những năm trước chúng ta cũng có cái bản này rồi, tôi cũng xin phép được nhắc lại để là nếu như mà quý dược sĩ chúng ta quên thì chúng ta đọc ở đâu thì cũng có đọc tài liệu này thì rất là dễ để theo dõi. Thì đó là những cái hiệp hội chuyên về nội tiết, về đái tháo đường. Còn những hiệp hội tim mạch thì năm nay cũng có những cái thông tin cập nhật đối với cái thuốc điều trị đái tháo đường. Và có 4 cái nghiên cứu lớn, thì hiệp hội tim mạch châu Âu,
vào tháng 9 2020 và cái hội nghị của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ mới đầu tháng 11 2020 có những cái thông tin tương đồng với nhau về những cái thuốc điều trị đái tháo đường. Và một điều khá thú vị là những cái nghiên cứu này thì tập trung đều một cái nhóm thuốc mà tôi nói là rất là đình đám hiện giờ, đã ức chế kênh đồng vận chuyển natri glucose 2. Đã, tất cả những nghiên cứu này tập trung vào này. Thì nghiên cứu đầu tiên đó là nghiên cứu DABA CKD. Thì đó là kết quả tóm lược là dabagliflozin thì giúp ngăn ngừa tiến triển bệnh thận mạng và cải thiện tử vong do tim mạch trên thận ở bệnh nhân bệnh thận mạng độc lập với cái đái tháo đường hay không. Như vậy thì chúng ta thấy là phát hiện thêm cái nữa là năm ngoái chúng ta có cái DABA HF là nó là trên một cái chỉ định của dabagliflozin trên bệnh nhân suy tim độc lập tới cái tình trạng đái tháo đường, thì năm nay lại có cái nghiên cứu DABA CKD là một cái ngăn ngừa tiến triển bệnh thận mạng độc lập với đái tháo đường, thì đã có gợi ý chúng ta sẽ có thêm cái chỉ định là bảo vệ thận. Tuy nhiên thì đây chỉ là kết quả nghiên cứu, chưa có cái chỉ định chính thức trong cái tờ hướng dẫn sử dụng, thì tôi nghĩ là trong cái thời gian sắp tới thì có thể chúng ta có thêm cái chỉ định này. Và một cái điều khá thú vị là chúng ta thấy là nếu như trước giờ chúng ta thấy dabagliflozin thì chúng ta chống chỉ định trên bệnh nhân có độ lọc cầu thận là dưới 30, thì hiện giờ thì trong cái nghiên cứu DABA CKD này tiến hành trên bệnh nhân bắt đầu từ bệnh nhân có độ lọc cầu thận dưới 25, và chúng ta vẫn thấy những cái cải thiện, những cái tiến triển ngăn ngừa tiến triển của bệnh thận mạng. Và điều đó đặt ra là chúng ta có thể là xem xét là chỉ định trên những bệnh nhân có độ lọc cầu thận mà nó có thể thấp tới cái mức mà dưới 30 khi mà có những cái hướng dẫn chính thức. Nghiên cứu thứ hai đó là nghiên cứu EMPERA Reduced, cũng là trên cái nhóm này, trên dabagliflozin, thì lại làm cho thấy là cái nhóm thuốc này cải thiện triệu chứng suy tim trên bệnh nhân suy tim giảm phân số tấm máu độc lập với đái tháo đường, có nghĩa là có đái tháo đường, không đái tháo đường thì dabagliflozin cũng cho thấy cái lực bằng chứng có lợi trên suy tim. Hai cái nghiên cứu tiếp theo là trên sotagliflozin, thì đây thuốc này chưa có ở, có thể là tỉnh này chúng ta chưa có, nhưng mà đó là nghiên cứu Soloist WHF và nghiên cứu SCORED. Thì hai nghiên cứu này thì nghiên cứu Soloist WHF thì cho thấy là lợi ích trên tim mạch bệnh nhân đái đường tiếp 2 kèm suy tim, và nghiên cứu SCORED thì cho thấy là sotagliflozin giảm nguy cơ tử vong do nguyên nhân tim mạch và tỷ lệ nhập viện cho suy tim so với giả dược. Thì đây là những cái thuốc chúng ta thấy đều thấy cái bằng chứng có lợi trên tim mạch ở cái nhóm thuốc này. Và cái những cái điều này là những cái điểm nhấn, chúng ta thấy là những cái thuốc và đái tháo đường, nhưng mà lại là những cái điểm nhấn trong cái ESC, và chúng ta thấy những cái trang nhất là nó tập trung vào ví dụ EMPERA Reduce là DABA CKD là những cái mục và là điểm nhấn trong cái hội nghị. Và đi vòng vòng trên thế giới thì quay về Việt Nam chúng ta có cái gì, thì xin là cái hướng dẫn cuối cùng mà xin cập nhật đó là cái hướng dẫn về điều trị tiền đái tháo đường của Bộ Y tế ban hành ngày 16 tháng 7 năm 2020. Thì một số cập nhật có nghĩa là trước giờ với cái quan niệm chúng ta là tiền đái tháo đường là một cái tình trạng bệnh mà chúng ta kiểm soát bằng chế độ ăn và luyện tập thể lực thì cũng có thể là không cần phải điều trị. Tuy nhiên thì chúng ta có một cái số quan niệm đó thì chúng ta cũng cần phải thay đổi. Thứ nhất là hiện giờ tiền đái tháo đường thì theo mã ICD-10 đã có mã bệnh tật đó là R73. Và tiền đái tháo đường thì được chẩn đoán bằng một trong những phương pháp sau. Thứ nhất là đường huyết đói là trong khoảng 100-125, hoặc là đường huyết sau 2 giờ làm nhiễm pháp dung nạp glucose từ 140-199, hoặc là nếu chúng ta dùng hemoglobin 1C thì nó phải trong khoảng là 5.7-6.4%. Và tiền đái tháo đường chúng ta cũng cần phải điều trị với mục đích là đưa đường huyết trở về bình thường, hoặc là ngăn chặn là làm chậm cho tiến thành đái tháo đường, ngăn chặn và làm giảm cái biến chứng cho tăng glucose huyết. Cho là không có thời gian, tôi không đưa những cái bằng chứng minh họa là nếu như chúng ta điều trị sớm và chúng ta không điều trị thì cái việc là diễn tiến thành đái tháo đường nó sẽ khác biệt rất là có ý nghĩa giữa việc điều trị sớm. Và đồng thời vì mục đích của điều trị tiền đái tháo đường là giảm nguy cơ các bệnh tim mạch. Như vậy thì mục tiêu điều trị là gì? Thứ nhất là chúng ta phải kéo được hemoglobin A1C dưới 5.7%. Ở trên người thừa cân béo phì thì phải giảm ít được 3-7% cân nặng và duy trì ở mức đó, không có giảm tạm thời được quay trở lại. Ở nữ thì vòng eo dưới 80 và ở nam thì phải duy trì là dưới 90 đối với nam. Và một cái nữa thì tôi thấy là hơi khó, đó là cái đạt được hoạt động thể lực cường độ trung bình là tối thiểu 30 phút một ngày, ít nhất 5 ngày mỗi tuần. Cái chuyện này hơi căng, nhưng mà cũng là cái mục tiêu mà trong cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Và cuối cùng là chúng ta phải đồng thời kiểm soát tốt cái yếu tố nguy cơ tim mạch, ví dụ là tăng huyết áp, rối loạn lipid huyết, hay là bỏ hút thuốc lá. Thế thì điều trị như thế nào? Thì vẫn là thay đổi lối sống và được đặt lên đầu tiên, bao gồm là thay đổi về cái chế độ dinh dưỡng và tăng hoạt động thể lực. Và điều trị bằng thuốc thì đây là cái điểm nhấn mạnh, đó là metformin là cái điều trị đầu tay và có thể sử dụng các thuốc khác. Các biện pháp khác ví dụ như là phẫu thuật, và chúng ta phải kiểm soát cái yếu tố tim mạch. Như vậy thì đối với điều trị metformin thì khi nào chúng ta điều trị?
thì điều trị được chỉ định là sau khi mà chúng ta 3 tháng ở chế độ mà tiền đái tháo đường mà không ăn và luyện tập mà không kiểm soát được cái hemoglobin A1C dưới 5,7% thì chúng ta cân nhắc là cái việc là phải điều trị. Và nếu như những lần theo dõi sau vẫn ghi nhận là có sự tăng glucose và chúng ta chỉ định metformin ngay từ khi phát hiện đái tháo đường, nữa kèm các tiêu chí sau, ví dụ như là béo phì, BMI trên 25, dưới 60 tuổi, có phụ nữ thì có đái tháo đường thai kỳ, có rối loạn glucose máu đói và rối loạn dung nạp glucose, và có một trong các yếu tố nguy cơ, ví dụ là nói trong cái mức hemoglobin A1C trên 6%, có tăng huyết áp, HDL cholesterol thấp, triglyceride cao, hoặc là tiền sử gia đình là đời thứ nhất đái tháo đường. Và cái liều thuốc thì chúng ta thấy là nó thấp hơn cái liều điều trị đái tháo đường, đó là 500mg trong một ngày, và có thể tăng từ từ, tối đa là 2000mg một 24 giờ. Như vậy thì cái liều 500mg là cái liều bắt đầu điều trị đối với tiền đái tháo đường. Và chúng ta cũng lưu ý là chúng ta có thể giảm liều dùng thuốc trên những cái bệnh nhân là bắt đầu là kiểm soát được cái hemoglobin A1C nó kéo xuống dưới 5,7% và hoặc là có nhiều cái tác dụng phụ như là đầy bụng, tiêu chảy. Và nếu như không dung nạp được metformin thì có những cái lựa chọn khác, ví dụ ức chế alpha glucosidase hay là chủ vận thụ thể GLP-1 hoặc là nhóm TZD. Như vậy thì đó là tất cả, tôi nghĩ là cũng hòm hòm là những cái thông tin chỉ là trong một năm riêng đái tháo đường thì có bao nhiêu đó, và chúng ta nạp vào cái bộ nhớ của chúng ta. Thì xin tóm tắt lại, đối với tiền đái tháo đường chúng ta lưu ý là vẫn phải lưu ý chúng ta là phải điều trị nếu như là chúng ta thấy là đây là một cái điều trị nó mang lại nhiều cái lợi ích cho bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân không có điều kiện tập luyện, không kiểm soát được chế độ ăn thì chúng ta việc điều trị là một cái rất là cần thiết, và ưu tiên lựa chọn là metformin. Đối với đái tháo đường thì có thông tin gì mới? Thứ nhất, về thuốc mới thì chúng ta có một cái thuốc mà chủ vận GLP-1 mới, đó là semaglutide đường uống. Trong vấn đề lựa chọn thuốc thì có vài vấn đề mới trong lựa chọn, đó là chúng ta lựa chọn những cái thuốc mà chủ vận GLP-1 và ức chế SGLT2 trên những cái bệnh nhân là có bằng chứng hoặc là nguy cơ bệnh tim mạch sơ vữa, bệnh thận mạc hoặc suy tim là độc lập với mức hemoglobin A1C nên. Và một ý mới trong lựa chọn thuốc nữa là chúng ta có thể cân nhắc phối hợp thuốc ngay từ đầu trên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Về chỉ định mới hoặc là cái bằng chứng mới, chúng ta thấy là về những cái có lợi trên suy tim thì chúng ta thấy là dapagliflozin thì là có chỉ định luôn trên bệnh nhân suy tim. Empagliflozin và soliglyflozin thì có bằng chứng có lợi trên suy tim. Đối với bệnh lý tim mạch nói chung thì chúng ta thấy là soliglyflozin thì đã có cái bằng chứng trên bệnh lý tim mạch nói chung. Và trên bệnh thận mạng thì chúng ta thấy là dapagliflozin đã có bằng chứng có lợi trên bệnh nhân bệnh thận mạng độc lập với cái tình trạng đái tháo đường. Và những cái cập nhật khác về những cái bệnh lý và tình trạng khác trên bệnh nhân đái tháo đường, ví dụ như rối loạn lipid máu, thì chúng ta sẽ lựa chọn nó thống nhất, có sự bằng chứng nó thống nhất giữa các khuyến cáo với nhau. Và trên bệnh lý tim mạch thì chúng ta đã có những cái bản tổng hợp và lựa chọn thuốc dựa trên chứng cứ tim mạch. Và một cái thuốc mà cũng được khuyến cáo đó là icosaben etin để trên bệnh nhân có mức triglyceride nó dưới 500, mà trước đây thì chúng ta vẫn không điều trị. Thì đó là những cái thông tin 2020, và chúng ta cố gắng là chúng ta nạp vào để chúng ta chuẩn bị đón nhận những cái cập nhật vào năm 2021, và tôi tin là nó sẽ nhiều hơn năm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp.